Ok, hai chào các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình ha, và mình là Stobie Gaming đây các bạn. Và đây là người anh em Blinger Cameraman của tụi mình ha. Và ngày hôm nay thì mình với lại người anh em Blinger Cameraman tụi mình á đang tính đi qua bên phòng thí nghiệm các bạn ha, để nhờ họ các bạn sửa lại một cái số chỗ ở cái cổ của mình nè. Đấy, các bạn thấy không? Cái cổ của mình đó các bạn, thì thường thường thì nó sẽ có một cái gọi là cây camera để nó cắm xuống cái thân của mình đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay thì nó đã bị mất cái cây camera rồi các bạn. Cho nên là đằng sau cái cổ của mình thì nó hiện ra một cái khoảng trống như thế này. Đấy, cho nên là ngày hôm nay mình phải đi vào bên phòng thí nghiệm để nhờ họ giúp đỡ thôi các bạn ha. Đấy, để nói chuyện mà này nó cứ trực thăng thì cứ đứng ở đâu hoài ạ. À. Mày hả mày? Mày hả mày? Đi chỗ khác giùm cái nha. Chỗ người ta đang đứng nói chuyện mà cứ suốt ngày gặp bả thằng này hoài luôn á các bạn. Mình tức lắm rồi đó. Mình trốn lên đường nè. Ê, nhìn cái súng này là súng mới ta. Bắn ngon dữ à. Thì ra cái súng này như lần đầu tiên mình thấy luôn á các bạn. Để mình xem thử coi. Ui, nhìn đẹp vãi đạn các bạn ạ. À. Vậy mà nó cũng không chịu bay đi lì thiệt chứ. Nó không chịu bay đi thì mình cho chiếc thằng nó nổ luôn các bạn ạ. À. Đạn mình thì hả có thừa tới 10.000 viên đạn lận. Đấy. Nhà không có gì ngoài đạn mà các bạn. Chết chưa? Trời ơi, chỗ người ta đang nói chuyện luôn. Chuyên môn gặp bãi thằng trực thăng này hả? Đứng hả kế bên mình đang nói chuyện mà cứ phạch 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 hoài luôn á các bạn. Nghe rất là khó chịu. Cho nên là mình cho nó lên thiên đường luôn. Ok, ngày hôm nay thì hai anh em của mình sẽ đi một thí nghiệm nha các bạn. Để nhờ họ tìm cách sửa chữa cái lỗ áo đằng sau của tụi mình ha. Để cho nó không bị thủng lỗ nữa, với lại gắn vô giùm mình vài ba cọng dây điện với lại vài ba cây camera nữa các bạn ha. Ui. Trời ơi, mình lo nhỉnh làm sao mình thắng lại không kịp luôn các bạn ơi. Rất là sorry người anh em kia của mình khá là nhiều nha. Rồi lên xe thôi người anh em Burger Cameraman. Ôi, hai anh em ngồi chung các bạn. Nhìn rất kỳ là ngầu luôn các bạn ha. Có hả? Mấy cây út vòng cầu sao á, nhìn đều răm rắp luôn các bạn ha. Trời ơi. Đẹp vãi chưởng các bạn ạ. À. Thì dạ, đây mấy thằng tội phạm đã bắn mình nữa các bạn. Mình thì mình chúa ghét mấy tội phạm này ha. Mày hả mày, bắn ai mày, bắn ai bắn ai mày, bắn ai hả? Trời ơi anh em, sáng hôm nay có súng mới nữa. Mày hả mày, dám chơi với tụi anh là tụi mày thua rồi. Mày nè, mày nè. Trời ơi. Mấy người anh em hả, Blogger Cameraman này nhìn giống như là xã hội đen như các bạn nha. Mặc vest đen, còn mang giày đen, mang bao tay đen nữa các bạn. Camera cũng đen luôn ha. Chỉ có điều là hai cây rút vòng cầu đằng sau là nhìn nó hơi chất quất thôi, chứ nhìn ở đằng trước cầm súng rồi cái kiểu nhìn như sáo đen như các bạn, nhìn y chang là gắn tờ luôn á. Đây, ôi ôi, cái này là mà đi quýnh lộn với mình giang hồ là cũng bá cháy bỏ chắc chó lắm nha các bạn. Ui, ngày hôm nay đường vắng dữ, không một chiếc xe luôn các bạn, không một bóng người luôn. Đấy, các bạn thấy mấy anh cameraman blogger chạy xe nhìn ngầu luôn các bạn, khá ngầu luôn các bạn ha. Biển số còn hả 699 nữa chứ, lấy quyền cặp 99 luôn. Thôi một mình một đường luôn các bạn ơi, chạy nó phê nói gì nữa.
Hồi nãy mình chưa nằm xè nha, bây giờ mới nằm xè nè nó. Trời ơi, cho mình cái đường này ở Việt Nam chắc là hả? Về hả, tịt cái mắt luôn ấy. Phòng thí nghiệm thì nó hơi xa nha các bạn. Nhưng mà mình vòng qua cái đường bên kia cái là mình tới rồi. Mình mà gặp mấy tội phạm nào ở đây nữa là mình xuống xe mình hả dí tiếp các bạn. Quốc cơ chừng nào nó sợ thôi. Chứ để tụi nó giờ này nó long hành lắm rồi. Khiến cho người ta hả không dám ra đường luôn rồi. Nên mình gặp tụi nó ở đâu mình bụp tụi nó ở đó ha. Trời ơi, chạy nãy giờ khí thế luôn á các bạn à. Đây các bạn ha. Bây giờ mình quẹo qua cái đường này là ok rồi. Tới rồi. Vòng qua thêm chút xíu nữa. Ở trên đây á, khi mà mình chạy ngang một lúc trước á, thì có mấy anh hình sự á, các bạn FBI á, hay đứng ở đây để tuần tra được cái kiểu nè. Không biết ngày hôm nay thì chạy ngang qua đây thì có thấy mấy ảnh nữa hay không ha. Trời, đi con xe màu đen cũng ngầu phết các bạn ạ. Thường thường mấy anh hay đứng đây nè các bạn. Đấy, thường thường mấy anh hình sự FBI rồi anh hay đứng đây nè để bắt một cái vụ án nào ở đây thì phải. Nhưng mà ngày hôm nay mình đi ngang qua thì không thấy mấy ảnh nữa. Đây bây giờ mình sẽ chạy vô phòng thí nghiệm ha. Không thấy bảo vệ nào ở đây chơi vậy, không thấy bảo vệ mình cho cái hàng rào đi luôn các bạn à. Đây bây giờ mình... Ủa sao hôm nay không có chiếc xe nào ở đây hết trơn vậy? Ở đây còn mấy hàng nào nữa đứng đây vậy? Đây là mấy anh nào đây? Hả? Ê, đây có phải á, là cái tụi á cameraman á đầu bự không? Đúng rồi các bạn ơi, đây là những người anh em cameraman đầu bự này. Ủa nhưng mà sao ngày hôm nay á mấy người anh em á cameraman đầu bự á lại đứng ở đây vậy? Ấy, tụi mình cũng là cameraman nè. Nhưng mà tụi mình nó thì cao cấp hơn. Tại vì á, tụi mình là đúc gờ cao là cameraman ha. Còn á, ở bên kia á, là cameraman đầu bự, cameraman đầu quay phim á các bạn. Để mình làm mình hỏi thử xem sao nha. Nè, hello. Xin chào người anh em cameraman. Ấy à. Trời ơi, mình chưa có hả nói gì luôn á. Rồi mấy người anh em cameraman đầu bự quay bắn mình luôn rồi. Này thì bắn tôi này. Ây da, mình chưa nói gì luôn á. Tự nhiên quay bắn mình các bạn ơi. Mình tính hỏi á, là ngày hôm nay á, tại sao mấy anh á, lại đứng đây làm gì? Mà lại còn đông như vậy nữa. Tự nhiên quay bắn mình các bạn. Ơi, cái này là lỗi của tụi anh nha, chứ không phải là lỗi của tụi em nha. Vậy mà ngày hôm nay á tụi đứng đây làm gì á? Còn các nhà khoa học giáo sư tiến sĩ gì đâu hết trơn rồi, mình thấy ai ở đây hết trơn vậy? Cửa không mở được luôn, đây mở được nè nhưng mà mình có thấy ai ở đây đâu. Để mình kiểm tra chỗ này xem như thế nào nha. Ê, ở bên đây còn có thêm người anh em cameraman đồ bự nè. Để mình kiểm tra ở đây xem như thế nào nha các bạn. Có điều gì á đáng ngờ nữa hay không ha. Ê, ở đây á có người anh em cameraman đầu bự hình như đang bị thương ở đây thì phải. Nè, người anh em cameraman đầu bự,
Tại sao ngày hôm nay á mấy anh á lại tập trung ở đây á đông như vậy mà còn nhiều nữa? Không biết là mấy anh á đang làm gì đây vậy? Thì ra là những người anh em cameraman blogger à. Tụi tao á đã nghe tụi mày á đổ bộ vào trong thành phố này rồi và thu phục những người anh em á cameraman khác. Cho nên á là tụi tao á cũng đổ bộ vào trong đây luôn để cạnh tranh với mày. Để coi ai á là người anh em cameraman có thể á gọi là đại ca của những người anh em cameraman ở đây để làm chùm cameraman. Cái gì làm chùm cameraman rồi lãnh đạo những người anh em cameraman nữa là sao? Tụi bay quá thiệt, là ta không có ham mê về chức lãnh đạo những người anh em cameraman này đâu, ai làm thì cũng được. Tự nhiên tụi mình á là những người anh em chống SKPD Toilet, bây giờ á lại phải quay gà để bắn giết lẫn nhau, thực là không hay một chút xíu nào cả. Mày đừng có tưởng mày nói như vậy á là tụi tao sẽ thua mày. 500 anh em á cameraman hồ bự á đang chuẩn bị bao vây chỗ này đó, mày không thoát được đâu con trai à. Tới bây giờ anh vẫn còn cố chấp như vậy hả? Các anh không thể nào á có thể đánh thắng được tụi tôi đâu, tại vì tụi tôi á blogger cameraman mà, các anh á là dĩ vãng rồi, các anh hiểu chưa? Này người anh em blogger cameraman, chúng ta hãy chuẩn bị nha, coi chừng á bị 500 thằng cameraman đầu bự này đánh núp tụi mình đó. Ây da, tụi nó vô đây thiệt các bạn ạ. Ơi cái thằng này hồi nãy rõ ràng nó đang bị thương mà tự nhiên thấy anh em nó tấn công vô cái đứng dậy để bắn lại mình luôn các bạn ạ. Đúng là 500 anh em cameraman đầu bự á đã tấn công vào trong cái chỗ này rồi các bạn ạ. Chết đi nè. Trời ơi là trời, thiệt luôn á. Một ngày hôm nay á tụi mình đi có hai thằng nè các bạn ơi. Nhưng mà ha, được cái hai anh em mình á là những người anh em hợp blogger cameraman ha các bạn ha. Cho nên á sức chiến đấu á thì hả rất là căng luôn các bạn, rất là mạnh. Trời ơi, mới hai người anh em blogger cameraman thôi mà đã bắn vậy rồi. Nếu như mà 500 anh em blogger cameraman nữa thì sẽ như thế nào ha các bạn ha. Tụi này tính làm chùm tụi mình nhưng mà đâu có được. Tụi mình nó sẽ là những người á chỉ đạo mấy này các bạn ha, để làm ông chùm của biệt đội cameraman các bạn. Nhưng mà chỉ là cameraman normal thôi, có nghĩa là cameraman người bình thường thôi. Chứ còn mà gặp cameraman titan thì làm sao mà mình có thể mà làm chủ được tụi nó các bạn ha. Tụi nó là gọi là boss rồi, tụi mình là chỉ là người thường thôi. Đấy, nhưng mà người thường thì cũng sẽ cần phải có người lãnh đạo các bạn ha. Còn mấy người đó là boss rồi. Chè chết đi. Để xem cuộc chiến ngày hôm nay ai sẽ là chùm của cameraman. Trời ơi, cameraman đầu bự quá trời này các bạn. Cameraman đầu quay phim các bạn ha. Đây bị những người anh em cameraman blogger tụi mình á tiêu diệt gọn luôn rồi. Này thì những người anh em cameraman đầu quay phim, chúng ta không biết hợp tác với nhau mà lại còn quay ra bắn giết lẫn nhau. Đây là một điều thật sự rất là sai lầm luôn các bạn ha. Để cho cái tụi SKB Toilet á nó hả nó thấy vậy á rất là đắc chí luôn á. Đây, nhưng mà không sao các bạn ha, mình sẽ cố thu phục lại á những người anh em á cameraman đầu quay phim này các bạn ha, để cho tụi mình có thể là hòa hợp lẫn nhau giống như là những người anh em xin lỗi đội trưởng nó thu phục tụi mình vậy đó. Rồi, ok các bạn. Vậy là ngày hôm nay thì tụi mình đã đại chiến với lại cameraman đầu quay phim, và sắp tới thì tụi mình sẽ thu phục luôn nó các bạn ha. Và video của mình tới đây xin kết thúc nha, và cảm ơn tất cả mọi người đã xem một clip này của mình. Nếu như các bạn thích thì hãy nhớ cho mình một like, một subscribe. Nếu như các bạn có yêu cầu lại ý kiến thì các bạn cứ comment ở bên dưới nha. Ok, còn bây giờ thì mình là Stormy Gaming, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nha. Bye bye.